not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my... Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay chúng tôi lên sóng cho quý vị và các bạn theo dõi một chiếc máy cắt cỏ trục băm. Con này là SHK705D và các bạn có thể thấy được cái dòng máy này là dòng máy Nhật bãi đã qua sử dụng. Cái kiểu thiết kế của con này nó khác hơn so với những cái dòng máy khác, thì các bạn có thể thấy được cái nó thiết kế cái đường kính lốp rất là to. Cái này lốp là lốp theo nguyên bản luôn nhá. Và anh em nhìn cái lốp này giống những cái lốp xe bò, xe trâu ngày xưa ấy, y hệt kiểu này luôn. Đúng lốp này thì quá to rồi. Lốp này mình nghĩ là thiết kế như thế này để cho cái trọng tâm của máy nó cao, cắt thoáng, cắt trên mặt thôi chứ không cắt sâu xuống dưới. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được cái độ sâu, độ nông của lưỡi cắt, chiều cao của cái cỏ để các bạn để lại ấy. Đây, chiếc này là cắt trục băm, dao 7 tấc nha anh em nhá, 7 tấc. Dòng Nhật bãi đã có sử dụng, tình trạng rất là đẹp. Con này sử dụng động cơ Robin AI28 nhé. Số của nó thì cũng như vậy thôi, như các dòng khác 1, 2, 3. Và e lùi. Đây, số thì ui, nhạy vãi đạn luôn anh ạ. Đây, 1 này, 2, 3 2, 3. Đấy, thế thôi, với là lùi. Thiết kế chiếc này thì nó có tay điều chỉnh ngay ở bên này luôn, rất là dễ vận hành. Rồi, sâu cho các bạn xem cái phần lưỡi cắt này. Con này trọng tâm quá cao luôn. Được chưa? Rồi. Về thiết kế thì nó cũng vậy thôi, chả có cái gì quá phức tạp cả. Hộp số để di chuyển, rồi là phần bu li chạy xuống phần dàn cắt. Thế thôi, nó không có quá gì phức tạp đâu các bạn. Dòng trục băm này. Con này giá thì trên 20 triệu nhá. Anh em có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ Điện Máy Minh Sơn. Bây giờ mình sẽ test thử các bạn ở những cái địa hình cỏ như này để các bạn có thể thấy được cái hiệu quả của nó như nào. Thật sự luôn nhá, nếu mà cái địa hình cỏ như cái cỏ xung quanh mình đây này thì sử dụng những cái dòng trục băm này nó không hiệu quả đâu. Mình đang nói rất là thật luôn. Bởi vì cái kiểu cỏ này này, anh em nhìn này. Cỏ này rất là sơ. Cỏ này nó rất là sơ mà nó mọc thẳng lên như này này. Và cái nó mọc theo kiểu từng cái cây luôn. Và khi các bạn sử dụng trục băm ấy thì cái lưỡi nó sẽ chém từ trên xuống dưới như này này. Thì nó sẽ hay bị nhai. Nó không đứt. Còn riêng cái kiểu các bạn vụ dính cái địa hình cỏ kiểu như này nhá, thì các bạn dùng máy cắt đĩa thì cực kỳ nhanh và hiệu quả. Nó cắt kiểu ngang này, cắt gốc này. Đấy, thế thôi. Còn nếu mà dùng trục băm thì vào những cái địa hình này thì nó sẽ không phù hợp lắm. Tuy nhiên ở chúng tôi Điện Máy Minh Sơn, mình ở đây thì nó cũng không có những cái địa hình cỏ để nó phù hợp với những dòng này, để mình không test được chính xác cái cỏ đấy. Còn loại cỏ như thế này thì cắt nó sẽ không phù hợp. Các bạn cắt đĩa thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ Điện Máy Minh Sơn nhé. Sau đây thì chúng tôi sẽ nhờ bạn kỹ thuật test thử vài vòng cho các bạn xem hiệu quả của nó như nào. Đấy, rồi, một lần nữa thì cảm ơn. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở những video sau.